quay cây của ông anh Kiện này. Cái này là cây mới hay là cây cũ đây? Cây mới. Đâu rồi? Ông anh đâu rồi? Không ra báo giá các nhỉ? Ok, để tí nữa ông anh ra mình sẽ quay cái này, tôi quay nốt cái khu vực bên này đang chưa hết đôi long thì ông đấy đôi long mới vẫn còn gông này, con gông khung này, đôi long mới. Đây ông này, một đôi long khá là cân, đồng trang lứa này, xây dựng thành một đôi của nó này. Vẫn còn gông nhưng có lẽ là cũng tháo được rồi đấy. Cái tử thì còn hơi nhỏ bên kia chứ không, à thì cũng thế. Đấy, các bác to quá, mình chật khó quay lắm. Ây à, quay mà. Thấy đồ gì chưa? Đây vừa vào. Đấy, xuống làm rồi à? Vâng, vẫn đang chờ gọi điện. Long cổ bao nhiêu tiền đôi này đây anh? Đôi 600 triệu một đôi gì? Đây, để nhà thơ đẹp quá, quá đẹp luôn. Đôi cổ đôi hôm trước bán rồi, bán rồi. Đấy, 65 làm cái gimbal ấy, chống rung ấy, quay đẹp hơn. Ôi em thế thì đi làm nó bất tiện, bất tiện. Cái gimbal nó ngắn này mà. Thế nhưng mà đi làm thì nhiều khi có sách đi ngại. Quay thì nó chuyên nghiệp hơn. À, có cả gâu ghiếc ở nhà mà có dùng đâu. Cây của anh Tám. Cây của anh Tám Hiếu Bằng. Chiếc cây là các bác nhìn biết là dân chơi sâu. Nhưng có điều nó sẽ không hợp với một số bác đâu. Ai theo lối chơi sâu chăn nuôi mơ ước sau nhiều tiền thì có thể sẽ đi theo lối này. Đấy, hiện tại những anh em miền Bắc chơi sâu nhất cây thì thường đang vào những dòng như này, u cục đầm lùn và cốt già hai người B. Hôm trước tôi có quay anh ở đây rồi, hôm trước bảo 22 triệu sao ạ, tôi chỉ thích mỗi cái chậu thôi. Cây thì cũng rất ok nhưng mà mình không vào mắt của mình. Đây là 8. Đấy, đồ này chắc sẽ nhiều tiền đây, nhiều tiền các bác, không phải ai cũng mua được. Thường khi người chơi thì gần như là không mua, anh em thợ to thì sẽ bắt tay với nhau. Đấy, phải nói thẳng luôn các bác, những người chơi thì họ thường thích cái hòm hoàn thiện, họ không thích cái tương lai mịt mù, trừ khi người ta vừa chơi vừa biết làm cây người ta sẽ múc. Ok các bác, anh nghĩ hôm nay mang 3 cây và 2 cây nhỏ nhỏ nữa là 5 cây. Thêm cây của anh Kiện. Anh Kiện. Đấy, bây giờ vắng vắng thì quay nó dễ. Đấy, song thụ cùng nước cùng với cha mẹ cùng lò với cái đồ kia đoán vậy. Không tiếp cái cây kia có bông hoa to dã man luôn, nó bằng cái bát. Các bác nhìn trên ảnh thì nó bé nhưng nó bằng cái bát ăn cơm. Hiện nay chẳng thấy bày biển số trước gì cả.
Đấy các bác, sơ bộ hình dung rồi nhá. Còn giá chắc nó cũng anh ấy theo suy nghĩ tôi anh ấy sẽ báo khoảng 50 triệu. Còn thực tế thì có thể nó sẽ mềm hơn nhiều. Còn ai mà trả 50 triệu chắc tôi bán hộ được. Bác nhá. Giấy. Đấy. À đây, không biết bà chị Lâm này đã gửi cây cho anh Nam chưa? Giấy. Giấy. Tím, giấy tím. Ông nhiều nụ thế nhỉ. Đấy. Anh à, hôm nay lâu lắm mới được vào. Thường dân gặp cán bộ. Được mấy clip rồi. Được khoảng 2 cái. Mỗi phiên chú cứ làm 3 đến 4 cái. Đấy, mỗi góc một cái. Tìm mong tìm có cây mới là chưa thấy. Đây, có cây này mới à? Xin chào nghệ sĩ. Cây mới đấy. Mới là bao tiền đấy ông? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Vẫn tiền đấy. Xin chào. Bít xe đây được. Con đi ra, ra đéo ấy làm gì ạ? Nó điền đấy. Con đi thì điền, nhưng mà ra đéo đẹp. 1 triệu đấy, bít xe 1 triệu đấy. Bao nhiêu không? À cây hùng gì? 30 triệu. Hùng gì, cây hùng đen kia gì? 10 triệu thì mua ngon. 10 triệu như thế. Hợp với người chơi. Hợp với người chơi đấy. Hợp với người chơi. Có đi bóng thì được, không như cái chân thì chưa anh em thở sâu thì được rồi ông ạ, chỉ chơi với sẹo thôi. Chưa anh em thở sâu nó không có. Sẹo thôi. Chân thế được rồi. Bởi vì nó hàng ngọn thì đưa được cái đường. Để ok, để sang đấy phát. 1, 2, 3, 4. À là đây nói chuyện ông tỷ tí. Mẫu đơn. Nhưng mà tôi thấy nhích chân bao giờ đến khoảng của mình thì thôi. Có cây nào mềm mềm mấy trăm không? Có. Mấy trăm có. Cây nào đây? Cây nào? Đây 800, 10, 100, 500, 700 có hết. Toàn trăm thì có gì đâu. Toàn trăm hết. Đó. Mẫu đơn này. Cây kia thì 3500 đấy. À 3500. Ừ. 500 hết. 10 giờ. Có thể là đẹp hết thì. Tức là vâng, đẹp, đổ đang hot, đang đổ đây. Đang hot. Đấy. À, làm thuốc à? À, chết, chết. Chờ mãi, cứ lanh quanh thì mãi chả thấy mở. Quên. Mua cái việc ấy mà cứ phải đến nhắc. Nâng ngoài nói chuyện. Giả vờ hỏi giá cây mà. Nâng ngoài nói chuyện, quên mất từ sau. Cứ phải để nhắc lúc ấy. À, đông là cái túi cái mình nhớ. Ở đây. Ôi, ôi. Mà muốn anh quá. Em tìm nghe thấy anh giải cây khắp đây rồi đấy sao? Đổ hàng hết rồi. Hồng nghiếc là nhìn thấy rồi. Hồng si. Cây hoa dưới kia là bao nhiêu đấy bác? Đăng hoa. Xung. Ủa con này là người béo gái, con này nó hạ này. Có cây nhiều mỡ rồi, nó béo. Con này ra là rút rồi. Thì chết ra nó ít dễ, không phải tưới để cho nó ăn nó mới to. Điền nó phải nhiều mỡ nó mới đẹp. Dễ to hết rồi chứ. Dễ to hết rồi, nó chuyện vui quá, chứ cây cối thì nó muôn màu lắm. Vào mà rổ ra thì mình biết được như thế nào mà ôm mình luôn. Ok các bác. Ông kêu ông bán được mấy cái mộc à?